Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, vẫn cái khung cảnh cũ, Lê Lê vừa mới lia từ cái ánh lửa bập bùng một cái nồi nước để chúng tôi chuẩn bị rửa ráy vào buổi tối sau bữa ăn tối. Và bên cạnh tôi chính là cô Thanh, cũng cảnh cũ nhưng mà hôm nay như có một cái điều gì nó vui hơn, nó thay đổi hơn. Tôi nghĩ là chắc là cô Thanh sẽ là cái người có đủ cái thẩm quyền để nói về cái niềm vui đấy. Đúng không em? Vâng ạ. Vâng, em vui như thế nào? Tại sao? Em cảm thấy rất là vui bởi vì là bao nhiêu năm em ở trong tăm tối, chỉ có một cái bếp, có khi là có cái ánh đèn gọi là cái một cái nến. Vâng, nhưng mà hôm nay thì em cảm thấy rất là vui bởi vì là trước mặt em đây là một cái ánh đèn đường điện. Vâng, em cảm thấy bởi vì là làm cái gì cũng cực kỳ rất là dễ bởi vì có cái điện lưới nó sáng mà. Vâng. Khi mà tôi đi vào cái gian phòng mà dành cho khách bên kia, qua cái lớp lớp kia là chính là cái không gian của cô Thanh, tôi phải yêu cầu cô Thanh tắt cái dòng nhạc đi, tại vì cô mở nhạc ính ngòi lên, to lên, chứng tỏ là cô đã có cái niềm vui chia sẻ. Khi mà chúng ta có điện thì chúng ta có là nhạc này, rồi có cái niềm vui, và ánh sáng là quan trọng nhất. Lần trước mà tôi với Lê Lê thì đến đây thì là tối đốt nến xung quanh rồi, nhưng mà vẫn không xua được cái bóng tối. Nhưng mà hôm nay là chúng ta thấy ánh sáng và cái niềm vui đã đến với lại thôn, và đặc biệt là với cái trường mầm non của cô Thanh. Chúng tôi thì có thể nói là cũng chia sẻ được với cô Thanh cái niềm vui, nhưng vẫn chưa hết những cái khó khăn. Bây giờ cô Thanh có thể nói một chút với cái niềm vui đã có rồi, nhưng mà cái sân trường thì cũng sắp sửa hoàn thành rồi, đúng không ạ? Cô có cái nguyện vọng gì, có cái suy nghĩ gì để mà chia sẻ thêm? Em cũng rất cảm ơn cái lòng hảo tâm của các anh các chị đối với thôn em. Bây giờ cái trăn trở nhất của em ấy là về cái nền lớp. Nền lớp em có rồi, nhưng mà bây giờ dùng bằng bạt ấy, bạt tải nền, thì em cũng cái trăn trở nhất của em là cái em muốn là có cái một cái nền bằng gạch đá hoa. Thực ra là các cháu đi học thì có cái gạch đá hoa thì các cháu hoạt động, với lại cái sự đối với dọn dẹp cơ sở vật chất thì nó cũng dễ dàng hơn. Hiện nay là cái nền của các cháu bây đang giờ, ở bên trường nó đang là đất nè, hay là thế nào nhỉ? Bây giờ là cái nền của các cháu là nền xi. À xi. Vâng. Nhưng thì mà là nó muốn sạch sẽ hơn này, em cũng rất là muốn là có cái nền bằng gạch đá hoa. À. Thì dọn dẹp với lại lau chùi của em thì nó cũng dễ dàng hơn. Rồi. Vâng ạ. Tức là cái diện tích của cái phòng đó nó sẽ là bao nhiêu mét vuông, cô Thanh biết không? Mét vuông thì là chiều dài của nó là 9,5 mét. À. Và chiều rộng của nó là 5,5 mét. Ừ, 9 là 5,45. Đúng không ạ? Khoảng 45 mét vuông. Thì chúng ta thấy là các cháu ở vùng cao như chúng ta biết là nó rất là bụi bặm, và cái trời mưa trời gió như vậy thì các cháu nó ra vào trên cái nền xi măng, tôi đã qua đó tôi thấy rồi, nó không có được vệ sinh lắm. Mà các cháu trường mầm non là tuổi từ 3 cho tới 5 tuổi. Vâng ạ. Thì các cháu cần một cái không gian ít nhất thì nó cũng được cái nền đá hoa để cho các cháu nó sạch sẽ. Đôi khi là nó lê la chỗ này chỗ kia thì nó bảo đảm vệ sinh hơn. Tôi nghĩ đây cũng là một cái nhu cầu. Đối với lại những người ở thành phố như chúng tôi thì cái chuyện đá hoa là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà các cháu vùng cao đó là một cái nhu cầu là hết sức là thiết thực mà cô Thanh cũng đã nêu lên. Tôi nghĩ là với cái tấm lòng hảo tâm của những cái người ở xa thì cũng có thể đây là một cái nhu cầu thiết thực. Cuộc sống của cô như thế nào? Hàng ngày là cô cũng vẫn đến trường dạy rồi, gia đình của cô hiện nay như thế nào? Có thể chia sẻ một chút. Thì là hàng ngày em vẫn lên lớp đấy với các cháu. Nhưng mà gia đình em thì thực sự là mỗi người một nơi. Đấy. Thì chồng em một nơi, em một nơi, con em một nơi đấy ạ. Vâng, cái đấy thì cũng thực sự rất là khó khăn.
Nhưng mà thực ra là cái khó khăn đấy thì mình cũng phải 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 là nghĩ đến cái vùng cao mình một tí. Nên là em thực sự là em cũng là người vùng cao nên là em cảm nhận được điều đấy. Vâng ạ. Mà thì mai em... mốt là nếu mà cái con đường này nó hoàn thành tốt hơn và vào thì chắc là cháu đưa xe vào nó dễ hơn đúng không? Vâng ạ. À, nó cũng cũng là mẹ con cũng có thể đưa lên đây rồi gặp nhau nhiều hơn được. Chứ còn bây giờ mà chúng tôi thấy con đường nó quá khó. À, đi ra đi vào và nó treo leo nguy hiểm lắm. Do đó là cái nhu cầu mà trong tương lai khi có con đường thì nó càng lúc nó càng tốt hơn. À, ở đây là tôi thấy là như là còn thiếu một cái bếp nữa. Cái bếp bây giờ mình dùng bếp điện, có điện thì mình nên dùng cái bếp điện đúng không? Để cô nấu nướng rồi đôi khi là nó tiện hơn. Chúng ta thấy là phụ huynh cũng mang đến củi đây nè. À, để cho cô Thanh có thể sử dụng được. Nhưng mà bây giờ mình nếu mình có điện thì có một cái bếp điện nó cũng phù hợp. Nấu nướng rồi này kia, cô nghĩ sao? Ừ. Có điện rồi thì em cũng mong là tới này có một cái bếp điện nữa. À, cái vâng. bếp điện từ đúng không ạ? Bếp từ đấy ạ. À, thì để cho giúp cho cái đời sống hàng ngày của cô Thanh nó cũng tốt hơn. À, như chúng ta biết là hiện nay là cô Thanh là cô giáo duy nhất ở trong cái trường mầm non này. Và một tuần là cô phải ở đây coi là suốt cho đến thứ sáu rồi cô mới được về nhà để mà gặp con cái. Riêng hôm nay là biết vợ chồng chúng tôi lên cho nên là cô đã nán lại. Cho nên là có thể nói rằng đây là những cái tấm gương. Không phải là vì vấn đề là nghề nghiệp đâu mà nó phải là một cái sự hy sinh hết sức là sâu sắc. Do đó là trước đây thì chúng tôi cũng đã đón nhận được cái lòng hảo tâm. Cũng có cái sự mà giúp đỡ cô Thanh phần nào để mà động viên cô. Nhưng mà tôi nghĩ về lâu về dài thì cô Thanh vẫn tiếp tục là phải vượt khó hơn nữa. Và cái hoàn cảnh xa con rồi xa gia đình ở dưới miền xuôi thì nó cũng rất là nhiều khó khăn. Dạ. Rất là mong là cô cố gắng hơn. Cô xin có một cái lời chào với lại những cái vị hảo tâm và cũng gửi đến họ những cái tâm tình của cô thêm. Em cũng xin chân thành cảm ơn những cái lòng hảo tâm của các anh các chị đối với bản thân em và gia đình em. Và em mong các anh các chị là chia sẻ hơn nữa đấy, đến đối với bà con vùng cao đặc biệt khó khăn như huyện Trạm Tấu và đối với bản thân em. Và cô nói xin... là như là 8 năm à? Cô đã làm là công tác ở đây được 8 năm rồi. Em 9 năm rồi đấy. 9 năm rồi. Vâng ạ. À. Tới là 10 năm em gắn bó với vùng cao. À. 9 năm trong tăm tối. Rồi bây giờ là mình thấy ánh sáng rồi. Và mình lại càng cảm thấy là cái sự hy sinh của mình từ từ nó có cái sự bù đắp nhiều hơn. Chúng tôi chỉ là những cái người đến rồi tham quan rồi thấy được cái sự khó khăn, mình ngỏ được cái tấm lòng chứ mình không có trải qua được cái sự khó khăn mà hàng ngày cô Thanh cũng giống như bà con mình ở đây phải vượt qua. Tôi có nói một cái ý là chính những người như cô Thanh, bà con ở đây để sống giữ đất, giữ cái vùng đất này cho quê hương. Những cái bản thôn ở đây nếu mà không có họ thì là ai sẽ giữ cái đất cho chúng ta? Những người thành thị, những người ở những cái miền xuôi thì đây chính là những cái người con gọi là hết sức là vượt khó khăn để giữ cái biên cương của Tổ quốc. Nhìn xa hơn là như vậy. Do đó là tôi có rất nhiều những khán giả ở trong và đặc biệt là nước ngoài, họ rất quan tâm đến những cái hoàn cảnh, những cái con người như thế này. Những con người nhỏ bé nhưng mà rất là kiên cường. Và tôi hy vọng rằng qua những cái lời kêu gọi, qua những cái tâm tình của cô Thanh, chúng ta sẽ mang đến những cái giá trị nào đó để mà bù đắp cho cái việc mà kiên cường hy sinh của cô. Rất là cảm ơn cô. Hôm nay là cô vui lắm á. Bây giờ là tiếp tục mở nhạc lên à? Đúng không? Vâng ạ. Ở đây em thích nghe loại nhạc gì nhỉ? Em thích nghe nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình. Vâng. À, ví dụ như những cái bài hát hồi nãy mình thấy vừa coi là những cái dòng nhạc là hết sức là quê hương đất nước đúng không? Vâng ạ. Em có hai hát không? Em cũng có ạ. Cũng có hát nữa. Vâng. Vậy thì không chừng mai mốt mình có một cái dàn karaoke ở đây thì vui nữa. Đúng không? Em cũng đang mong điều đấy thôi. À, tại vì nay tôi có nói chuyện với lại anh Khay là chủ tịch xã.
thì nó là trong tương lai là sẽ có những cái kế hoạch để mà làm về du lịch. Cho nên là cái điểm trường của cô Thanh là trong tương lai nó cũng là một cái nơi hội tụ để mọi người đến đây. Rồi cho nên cái giọng hát của ca sĩ Thanh là mấy mốt là bây giờ em được tập đi là vừa nhá. Rồi hồi nãy mình thấy cô mở lên rồi cô nghe rồi cô sẵn sàng lắm. Hy vọng là chúng tôi những lần trở lại tiếp theo sau có những cái niềm vui. Anh Trường cũng thích đàn hát lắm, vâng. Chị Lê là cũng là một giọng ca đấy. Giọng ca bolero đấy chứ vậy, hay lắm. Em có thích đúng nhạc bolero không? Em có ạ. Ví dụ như bài gì? Em dạ. Hát bài gì? Em thì thực ra là nhạc gì em nhảy được. Nhạc gì cũng nhảy được. Quá tuyệt vời. Đây là một lời mà thú thật, mà tự tin, mà chúng tôi cảm thấy là đó là vui. Và khi sống mình phải có niềm vui như vậy. Rất là cảm ơn. Lê nói gì? Em hát bài được không? Bài gì nhỉ? Hai em hát cùng bà đi, bài gì vui vui. Anh thì cô Thanh hát bài gì nhỉ? Em thích bài gì? Em thích bài gì? Em á? Anh hát bài gì em hát được bài đấy. Thôi cái này chắc là phải đổi ngược lại. Hai chị em hát đi, được không? Nhá, anh đổi chỗ cho Lê Lê với lại Thanh hát thì nó vui hơn, phải không? Đúng không? Rồi bây giờ em cứ tạm dừng cái đấy. Anh sẽ quay ngược trở lại để cho hai chị em hát một bài nào. Vâng, thưa quý vị, thể theo anh Trường đề nghị cho nên là anh Trường muốn là hai chị em sẽ hát một bài, mà thực ra thì ở trên này thì mạng thì không có, mà lời thì chị em chúng tôi đã không ai thuộc lời cả, cho nên là thôi thì bây giờ chúng tôi, chị em chúng tôi bàn nhau là mình xin hát bài hát quê hương, bởi vì cũng có rất nhiều bài hát hay nhưng mà vì mình không thuộc lời, bài quê hương thực ra cũng không thuộc lời lắm đâu, nhưng mà thôi thì cứ nhớ đến đâu hát đến đấy, đúng không Thanh? Vâng ạ. Vâng, bây giờ mình bắt chị bắt nhịp nhá. Vâng ạ. 2 3 là mình bắt đầu được không em? Vâng. Rồi. 2 3. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dơm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hai giọng hát át tiếng bom của chị em chúng tôi. Thực ra mà nói thì trong cái thời khắc này, cá nhân tôi khi mà được hát cùng với cả em Thanh, thực sự là mình rất xúc động, bởi vì là khi mà đến đây gặp em Thanh lần đầu tiên, từ đầu năm lần đầu tiên tôi đã khóc. Tôi rất ngưỡng mộ một cái người phụ nữ nhỏ nhắn và trẻ tuổi như em Thanh. Em vì em là một cái người giáo viên, mà trước đây tôi cũng đã từng làm giáo viên, nhưng mà tôi rất khâm phục em. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tất cả những cái tình cảm khi mà tôi đến đây, tôi cũng muốn gửi gắm tới em, cũng như là thay mặt em cho tất cả những cái người giáo viên khác mà đã phải trèo đèo, lội suối, đi băng qua bao nhiêu con rừng, con thác để đến đây mang cõng cái chữ trên lưng đến đây cho các cháu mầm non, rồi các cháu cấp 1 ở đây. Xin gửi lời tới em và tới tất cả các cô giáo ở các nơi vùng sâu vùng xa một cái lời chúc sức khỏe, cầu chúc cho các em có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công trong công việc, và mong các em luôn luôn giữ vững cái ngọn lửa yêu thương, cái ngọn lửa đam mê dành cho những cái người học trò thân thương của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh các chị đã gửi đến chúng em những cô giáo vùng cao,
những lời tâm tình, đấy, những lời mà chia sẻ đối với chúng em. Em cũng xin chúc lại các anh các chị có nhiều sức khỏe để cống hiến cho vùng cao chúng em. Xin phép quý vị khán giả, chị em tôi ôm nhau một cái được không ạ? Cảm ơn em. Cố gắng nhá. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.